欢迎继续收听你的月亮我的心。Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang lại đi câu cá quen sông nữa nha cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang đi giờ này tầm khoảng 2 giờ trưa nha cô chú anh chị và các bạn. Nước rất là đẹp, rất là trong xanh. Đây, quay một đoạn cảnh cho cô chú anh chị và các bạn xem. Trời nắng quá trời quá đất. Đây cảnh bờ kè sông Phước Long. Phúc Khang câu cá giải trí gửi đến cho cô chú anh chị và các bạn xem. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ video, chia sẻ video ủng hộ Phúc Khang nha cả nhà. Đây một cần, hai cần, ba cần. Dím được một cá ngát rồi nha cô chú anh chị và các bạn. Đây là địa điểm thường ngày nha cô chú anh chị và các bạn. Phúc Khang quay sông rất là lớn, cá cũng nhiều lắm nha cô chú anh chị và các bạn. Đó, bắt đầu bây giờ là anh Thông chuẩn bị gia cần nè cô chú. Câu tôm nhé. Hôm nay câu tôm hả? Câu tôm. Đây. Cần thủ số 1 đấy. Bắt đầu là gia cần nha cả nhà. Hôm nay quyết tâm đánh cá ngát mới được. Cầu phúc. Nước đẹp thiệt chứ. Bữa nay là tìm miếng rác không ra luôn. Bữa nay hết la rác. Chạy ơi, được rồi. Quá được ngon rồi. Luôn. Chơi. Trời ơi, con này gần cả ký ta. Gần cả ký. Nó ăn tôm 800-900 gram. Trời ơi, con cá đó chứ con cá này. Giống cá chê ấy hả? Không lấy cái thao bỏ vô không? Ui. Cá ngát hả? Nãy câu được cá ngát nó thiếu nè. Câu đặng. Cái này cơ ngát, hai con cá ngát hết hả? Mới miếc miếc vào cái em mất tiêu rồi ta. Sợ hết dế. Cuốn tượng thôi cả nhà ơi, bữa nay lóc rồi. Nay chúng được một em thủy quái, một em cá ngát. Ôi bữa tối cái tòa cái chung cư Đức Khải nó lên nhìn đẹp ghê không cả nhà. Cả nhà ơi. Ăn hết luôn hả? Trời ơi, cái gì ta? Không biết luôn á. Nguyên bịch giấy tôi.
tối quá trời hết thấy đường hết cả nhà. Phong cảnh tuyệt vời. Rồi kéo cá lên cho cả nhà xem nè. Rồi kéo cá lên nha cả nhà. Chơi của em có ngáp rồi, hôm nay được hai em nha cả nhà. Video của Phúc Khang đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã xem video. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh và chia sẻ video ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Hẹn cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo.